hay bất kỳ ai cũng đều có những quyết định sai lầm cho cuộc đời của mình. Và dĩ nhiên, dù là quyết định sai lầm hay là quyết định đúng đắn thì cũng đều thay đổi tất cả. Tôi không dám chắc là quyết định năm 19 tuổi đó của tôi là quyết định sai hay là đúng. Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy rất hạnh phúc với những gì mà tôi đang có. Thưa quý vị, Ly Thanh Tâm cho rằng Gia Linh là một cô gái rất may mắn. Mặc dù không phải là một nghệ sĩ lớn, nhưng cô ấy đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, yêu mến, đồng hành và ủng hộ của tất cả quý vị trên con đường nghệ thuật mà cô ấy đã chọn. Điều mà không phải bất cứ một người nghệ sĩ nào cũng có được. Đến với khoảnh khắc cuộc đời ngày hôm nay, Gia Linh sẽ chia sẻ cho chúng ta câu chuyện gì về hành trình mà cô ấy đã theo đuổi đam mê của mình, cũng như quyết định năm 19 tuổi của cô ấy là gì. Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với nhân vật Gia Linh qua phần kết nối của nhà báo Phước Lập trong khoảnh khắc cuộc đời. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Xin chào Gia Linh. Dạ em kính chào anh Phước Lập ạ. Thật là ấn tượng thưa quý vị khi mà tôi bước vào chương trình này bởi cái câu em nói rằng là có những quyết định làm chúng ta được thay đổi cuộc đời. Dạ. Có thể là sai, có thể là quyết định đúng. Vào năm 19 tuổi, quyết định của em là quyết định như thế nào? Thực ra thì cái năm 19 tuổi đó, em đang học ở trường sân khấu điện ảnh. Em học mới được một năm, em có được một cái cơ duyên may mắn. Anh Lâm Hải Sơn, anh bước vào lớp của em, anh mới kêu là em. Mà lúc đó anh còn chưa biết tên của em. Em hỏi là em, đi diễn kịch với anh không? Cái em nói chứ, dạ, diễn kịch gì anh? Lúc đó là em đang học và anh phát hiện ra em. Dạ dạ, tại vì thường thì ở trong trường sân khấu thường là lúc mà có những cái bài trả bài hay là những cái bài mà thi học kỳ với anh là có rất là nhiều anh chị hay đến những cái lớp của tụi em á, xong rồi ngồi coi thử như thế nào, giống như là vừa coi mà vừa tìm diễn viên vậy đó. Ừ. Thì hả, anh mới nói là đi về diễn sân khấu với anh đi. Em sợ là em chưa có đủ tự tin, em chưa có học xong gì hết á. Cái anh mới nói là không sao đâu, về đi rồi học rồi từ từ rồi có kinh nghiệm. Em mới thấy thích quá, cũng thử. Cái em theo ảnh về sân khấu Nụ Cười Mới, lúc đó là em diễn vai quần chúng, diễn trong Người Nhà Quê, diễn vai một cái cô bé giao hành á anh, với lại giao mối 3T cho anh Thái Hòa. Nhưng mà em cảm thấy rất là vui luôn anh, vai diễn đầu đời của em. 19 tuổi. Dạ. Nghe theo một lời đề nghị của một đàn anh đi trước. Dạ, em về sân khấu Nụ Cười Mới, em diễn vai quần chúng. Quyết định đó tốt mà. Dạ, lúc đó em cũng chưa có ý thức được. Tại vì em vừa được học, dạ, em vừa được thực hành. Dạ, nhưng mà thật ra lúc mà em vào sân khấu em diễn xong thì em cũng may mắn là sau cái vai quần chúng đó em được giao tiếp tục những cái vai hơn quần chúng một chút. Ví dụ như đợt đó em ra là được 5 phút đi, thì bây giờ em ra dài hơn chút, được 15 phút. Tức là dạ, được nâng lên. Cái khoảng thời gian mà em tập kịch á, hơi chiếm cái thời gian học của em. Bắt đầu cái em có những cái show đi quay á anh, em ham quá cái bắt đầu em bị trượt cái việc học của em. Thì trong lúc đó là các bạn của em đang học á, thì em lại đi chạy show. Cho nên sau này các bạn thi thì em lại không đủ điều kiện để em thi. Cái quyết định đó là em được làm nghề. Dạ. Và lẽ ra cái làm nghề đó nó được tiếp tục trong cái việc học. Dạ. Nhưng cuối cùng em phải hy sinh cái việc học để bước vào nghề, bước vào đời và đành gác lại việc học. Dạ, đó là cái quyết định mà thật sự cho tới bây giờ là em không biết là quyết định là sai hay là đúng nữa. Cho tới cái lúc mà em nói với khoảnh khắc cuộc đời rằng là dạ, tôi không biết sai hay đúng nhưng tôi rất hạnh phúc. Vậy thì bây giờ với em là đúng hay sai? Nếu như nói là cho 100% là hạnh phúc đi, em có cỡ 90% là hạnh phúc. Chúc mừng em. Tất cả những gì mà đã đến với cuộc đời của mình đó, anh tin rằng không phải là sự ngẫu nhiên. Nó quăng chúng ta vào trong một định mệnh tiếp nối mà khiến chúng ta phải có một sự thích nghi, xoay chuyển với nó, sống với nó, sinh tồn với nó và phát triển cùng với nó. Anh ủng hộ tất cả những bạn được học tới nơi tới chốn một cách chính quy, dạ, nhưng cũng vô cùng ủng hộ các bạn vừa học vừa làm để tìm kiếm con đường của cuộc đời mình. Em có thấy mình đi đúng với con đường của mình không? Thật sự tới bây giờ cái con đường em chọn và cái con đường em đi, em chưa bao giờ hối hận. Vậy thì với cái việc mà mình không được học một cách chính quy, với cái việc mà mình vừa học với nghề, với thầy, với đồng nghiệp của mình để làm nghề, em phải vật lộn với biết bao nhiêu là khó khăn và thăng trầm. Lúc mà em làm ở sân khấu Nụ Cười Mới thì em cho đó là cả cuộc đời của em. Những anh chị đi trước, anh Hoài Linh, anh Chí Tài, anh Long Đẹp Trai, đặc biệt là một cái người anh mà đối với em bây giờ, cái người anh đó mãi mãi nó nằm ở trong lòng của em và chưa bao giờ em quên, đó là anh cố nghệ sĩ Hữu Lộc. Đối với em, anh là một người thầy hơn cả một người anh. Em có 30 giây để nói bằng tất cả tấm lòng tri ân. Thật sự là em rất là có lỗi, anh kỳ vọng ở em rất là nhiều.
anh kỳ vọng em là em sẽ bay cao hơn. Nhưng mà thật sự thì em vẫn chưa làm được cái điều đó. Những lúc mà đám giỗ của anh em không dám đến dự là bởi vì em không biết nói gì với anh. Em cảm thấy là mình rất là xấu hổ bởi vì em chưa đạt được những gì mà anh mong muốn ở em. Nhiều anh chị sẽ nghĩ là em tự cô lập bản thân của em, nhưng thật ra nó không phải là em muốn như vậy. Trái tim em ấm áp. Đôi khi sự trưởng thành của chúng ta không phải ở những niềm vui rạng rỡ và sự thành công huy hoàng, mà từng nấc thang chúng ta bước tới sự trưởng thành bên trong của mình. Hãy tự hào về điều đó. Hãy cho phép mình bước qua cảm giác của sự hối lỗi đó. Bởi vì em được hạnh phúc với nghề và tạo ra giá trị từ nghề. Đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em, mà những người thầy ai cũng mong muốn hết trơn hết á. Cho anh hỏi cái khó khăn lớn nhất mà em đã phải trải qua để mà em đến với nghề, theo nghề cho tới ngày hôm nay, thì có những cái khoảnh khắc nào em đã từng nghĩ rằng là thôi mình buông không? Cái cảm giác đó tới giờ em vẫn còn và nó đeo đuổi em rất là lâu dài. Trong khi những anh chị của em đã bay cao hết rồi, em vẫn chưa bay được. Nhất là cái khoảng thời gian em lập gia đình, cái khoảng thời gian mà em sanh em bé xong đó, là em tạm thời nghỉ sân khấu. Em cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Đối với em, Nụ Cười Mới nó là một ngôi nhà của em. Tất cả anh chị trong đó đều là gia đình của em. Khi mà em quyết định em nghỉ sân khấu là em quyết định em bỏ nghề luôn. Rồi làm sao bước qua được cảm giác đó để tiếp tục? Thực ra thì em cảm ơn anh Trường Giang. Lúc đó là anh hay đi tấu hài, thì anh mới nói là thôi bây giờ đang thiếu người, thôi mày diễn với anh đi. Em còn nhớ là lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 làm đi liền luôn á. Có nghĩa rằng là mình cứ ngỡ rằng đã buông rồi. Dạ. Nhưng tất cả đã không rơi. Cái ưu thế của em lớn nhất trên sân khấu đó là gì? Em xin lỗi là thật sự em không biết nó là cái ưu điểm của em hay thực sự nó là cái nhược điểm của em nữa. Em có làm sao là em diễn như vậy, hầu như nó là bản năng của em. Cái kỹ thuật nó không nhiều. Tố chất và năng lực bên trong của em nó tự toát ra. Mà em nói thiệt với anh là lúc mà em thi vô trường sân khấu á, tất cả những bài tập của em đều là bài chính kịch. Em chưa có một cái khái niệm là em sẽ đi diễn hài. Và từ khi mà em vào sân khấu Nụ Cười Mới á, thì em không biết tại sao em lại bắt đầu diễn hài thì diễn hài luôn á anh. Em nói thiệt là em mơ ước, em muốn mình có được những cái vai mà giống như là vai bi kịch, vai chính kịch để em được thay đổi. Tại vì thật sự là đã quá nhiều năm rồi, em diễn hài rất là nhiều. Dạ, mà em chưa được sướng với những vai chính kịch của em. Nhưng anh biết được rằng là em được sinh ra trong gia đình của sân khấu cải lương. Hãy nói về điều đó đi. Mẹ của em là một nghệ sĩ cải lương. Em rất thương mẹ em bởi vì mẹ em hát bằng niềm đam mê. Ngày xưa mà là mẹ em làm thợ may. Nhưng mà sau này đoàn hát về Nha Trang á, cái mẹ em thấy thích quá, đi coi mẹ mê quá. Cái mẹ nói với ngoại em là ba ba cho ông theo đoàn hát đi. Em không biết là mẹ em đã có biết gì về cải lương hay chưa. Chỉ là một cô thợ may, dạ, đam mê cải lương. Mà lúc đó ông ngoại em khó lắm, ông ngoại em không cho. Nhưng mẹ vẫn theo. Dạ mẹ em trốn đi luôn. Em hát cải lương được không? Dạ em hát được, nhưng mà em hát em đảm bảo là không hay bằng một gốc của mẹ em nữa. Dạ, nhưng em có từng diễn cải lương không? Em chưa được diễn cải lương nữa. Em chỉ mới gọi là hát vài câu giọng cổ khi mà em diễn hài thôi. Thử xem. Dạ. Tức là người ta vẫn biết với Gia Linh hay làm hài. Dạ. Nhưng bây giờ thử hát câu cải lương thử coi. Xin phép mẹ cái coi mẹ con có hát dở không mẹ thì mẹ dạ, bỏ mẹ qua. Ơi, con mà có làm mất mặt mẹ thì mẹ cũng đừng có la con. Dạ dạ. Rồi xin mời Gia Linh. Em hát một cái câu giọng cổ trong đất phương Nam. Con sâu trong lòng nhớ bầy tháng thơ, tiếng sao bi thương nức nở giữa đêm trường. Hồi ơi nó ngọt mà nó buồn nữa. Ánh mắt của em rất chan chứa, nó vẫn còn ẩn ở trong đó những nỗi niềm gì đó. Anh tin chắc rằng nếu em vẫn cứ nuôi dưỡng đam mê thì sẽ có một vai chính kịch nào đó xứng tầm như em mơ ước. Dạ em cảm ơn anh. Em nói hạnh phúc ở đây ấy, anh Phương Lập hiểu được rằng là hạnh phúc đối với lại nghề nghiệp của mình và hạnh phúc đối với đời sống nữa. Dạ. Gia đình của em bây giờ thì như thế nào? Dạ thì thật sự nếu mà nói về hạnh phúc của riêng em, về cuộc sống của em, thì bây giờ em đang rất là hạnh phúc với con gái nhỏ của em. Con gái em nay có 5 tuổi mấy thôi. Có yêu mến nghề giống như mẹ không? Dạ em không biết có yêu mến hay không, nhưng mà hát suốt ngày. Hỏi là con ơi con có thích hát không? Dạ em thích hát lắm. Dạ mà thích nhảy nữa. Tức là cũng có tố chất nghệ thuật. Thích làm người mẫu nữa mà mặc dù chỉ lùn lắm. Hãy động viên con mình. Dạ. Cho cháu nó có sự tự tin. Hôm nay có một người bạn đồng hành của em cũng đến đây phải không? Dạ có hả. Bạn của em tên là Huỳnh Săng. Bạn đang làm MC. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người đồng hành của diễn viên Gia Linh. Xin mời Huỳnh Săng.
Xin chào Huỳnh Sang. Cảm ơn vì bạn đã đến với khoảnh khắc cuộc đời cùng với Gia Linh. Dạ. Nãy giờ cũng là theo dõi cùng với câu chuyện của khoảnh khắc cuộc đời Gia Linh rồi đúng không? Dạ, em có nghe rất rõ và rất kỹ. Tiên thì em cũng xin chào anh Phước Lộc và khán giả của chương trình. Trước đây em là một khán giả của sân khấu Nụ Cười Mới. Em thấy được cái sự nỗ lực của bạn. Cho đến bây giờ tất cả các anh chị ở sân khấu Nụ Cười Mới ai cũng thành công hết rồi. Linh tự ti là một phần ở đó. Và thêm nữa là bạn cứ tự ti về cái ngoại hình của mình. Nhưng mà theo em thấy là cái sự tự ti đó nó không bằng sự chân thành của Gia Linh. Bởi vì ngoài đời vui cười thoải mái lắm, tự nhiên, sống giản dị lắm. Khi chúng ta so sánh chúng ta đối với bên ngoài, chúng ta bị mất cân bằng lắm. Và chúng ta rất dễ rơi vào trạng thái của sự tự ti. Bởi vì mình nghĩ rằng mình không được cái này, mình không bằng cái kia, mình không được cái kia. Nhưng không phải là như vậy. Mỗi một người là một thế giới. Chúng ta phải nhìn sâu vào lại bên trong của chúng ta. Sẽ không có chỗ cho sự tự ti. Mỗi ngày mình đang sống vui với những điều mình có trong năng lực nội tại của mình mà mình phát triển. Đừng so sánh với những điều bên ngoài. Gia Linh không phải là một tên tuổi nổi bật. Và đôi khi điều đó nhìn vào cuộc đời khiến cho các bạn cảm thấy tự ti nữa. Nhưng bạn thấy đấy, Gia Linh vẫn sống vui, tràn ngập hạnh phúc và tạo ra những giá trị cộng sinh tiếp nối cho đời và cho nghề. Theo em hiểu điều đó như thế nào? Và nó đến từ đâu vậy? Trong người của bạn là có một cái trái tim yêu nghệ thuật và cái ý chí rất là mạnh mẽ. Từ trước giờ chơi chung chưa bao giờ thấy Linh khóc cả. Có những lúc á, bạn muốn coi như là dừng lại. Mới năm rồi thôi, bạn tâm sự với em á, là bạn có lẽ là không vượt qua nổi, nản chí luôn. Nhưng mà anh Lộc biết không, cái chương trình Bolero á, em cảm nhận được cái sự trỗi dậy của bạn. Vì chương trình nó quá hay. Dạ. Nó hấp dẫn rất nhiều người ở trong giới nghệ sĩ của chúng ta cũng như là khán giả. Thật sự hả, lúc em được mời tham gia chương trình Bolero á, em còn không dám thi luôn. Nữa, cũng không dám nữa. Dạ, em lại cảm thấy là mình sẽ không được đâu. Mà tại vì mình mê cái đó mà. Tại sao mình không thử đi? Mình chơi đi, mình chơi hết mình tới đâu tới. Lúc mà em quyết định em bước vào cuộc chiến đó thì em cảm thấy nó không phải là một cuộc chiến nữa anh, mà giống như là em tới được gặp anh chị lớn hơn em. Em cảm thấy rất là vui luôn anh. Hơn hết nữa là em được thể hiện cái niềm đam mê của mình là ca hát. Em lên trên đó rồi em được hát những bài hát em thích và em được diễn những cái vai diễn mà thật sự hồi trước giờ em không được diễn. Và năng lượng nghệ thuật của trong con người của em tiếp tục được đánh thức. Hãy yêu cuộc sống này với những khoảnh khắc mình đang có. Thôi hát một câu cho anh nghe coi nè. Hát tặng cho người bạn đồng hành của mình. Em hát bài Giọng Cổ Buồn đi. Đêm dài nghe tiếng giọng cổ buồn, nức nở dần trăng khuya cũng đang buồn tiếng khóc. Tiếng gõ nhịp sông lang ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu về. Anh giờ xa xứ bỏ quê nhà, bỏ lại tình em bên chiếc cầu tre cuối xóm, bỏ lại dòng sông xưa hai đứa vẫn hẹn hò, bỏ lại vầng trăng non em thức đón anh về. Cái người nào mà bỏ em như vậy người đó tiếc lắm á Linh. Dễ thương quá và hát rất hay. Quỳnh Sang, dạ, thấy bạn hát như thế nào? Theo em đánh giá nha, dạ, từ năm rồi luôn là Gia Linh có quay một số bài hát về Bolero. Ừ. Rất là ngọt, giọng rất là hay. Ừ. Mà em thêm cảm nhận riêng em á là hồi trước là có chị Phi Nhung. Ừ. Sau đó là chị Cẩm Ly. Yeah. Bây giờ có lẽ là Gia Linh một giọng hát rất là lạ. Yeah. Và chân chất. Cái này là khán giả sẽ rất là thích. Và em cũng gửi theo đó biết bao nhiêu niềm kỳ vọng nữa phải không? Dạ, em an ủi rồi khuyến khích rồi động viên tinh thần. Hồi nãy đấy em có nói là em khao khát sẽ có một vai diễn chính kịch. Còn ước mơ gì khác nữa không? Em nói thật là em ước mơ em được làm nghề một cách bình yên. Dù là em không rực rỡ lắm, em không tỏa sáng lắm trên cái con đường nghệ thuật của em đang chọn. Nhưng mà em hy vọng là cái con đường của em đi hồi trước giờ nó chông gai nhiều quá. Em xin cho nó êm chút để em được đi tiếp cái con đường của em. Mà em nói thiệt, em tham lam lắm. Em vừa muốn diễn kịch mà em còn vừa muốn đi hát nữa. Mình Sang có chúc gì cho người bạn của mình không? Hôm nay thì em xin chúc cho Gia Linh luôn luôn hạnh phúc với cái nghề mà mình mong muốn, đó là sự bình yên và có một cái cuộc sống gia đình hạnh phúc. Em chỉ mong vậy thôi. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Trong cuộc đời nó sẽ có những khoảnh khắc khiến chúng ta đối diện, có những thuận cảnh và có những nghịch cảnh. Hãy nói với nghịch cảnh rằng nếu nó không bình yên thì nó phải là minh chứng cho giá trị sống. Chúc em có những thăng hoa tiếp nối với nghề bằng những ước mơ trong đời sống và trong nghề nghiệp của em. Dạ. Cảm ơn em đã đến với khoảnh khắc cuộc đời. C
Xin được cảm ơn nữ diễn viên Gia Linh cũng như người bạn đồng hành của mình đã đến với Khoảnh Khắc Cuộc Đời và chia sẻ cho quý khán giả của chúng tôi những câu chuyện thật hay và thật ý nghĩa. Và bây giờ xin được mời nhà báo Phước Lộc sẽ trao chiếc huy hiệu của chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời đến với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, có bao giờ quý vị mong muốn thực hiện một điều gì đó trong cuộc đời của mình nhưng vì lo sợ và e ngại thất bại mà chúng ta không dám bắt đầu chưa ạ? Có đam mê, có ước mơ, nhưng điều đó chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Chúng ta cần vạch ra mục tiêu cho mình, bên cạnh đó là phải tin vào chính mình có thể thực hiện được và bắt tay vào thực hiện ngay bây giờ. Con đường ngàn dặm luôn bắt đầu từ những bước chân đầu tiên, phải không thưa quý vị? Và nếu quý vị muốn theo dõi thêm thật nhiều những câu chuyện hay và ý nghĩa hơn nữa từ Khoảnh Khắc Cuộc Đời thì đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi quý vị nha, 22:45 mỗi ngày trên HTV9. Thân ái chào tạm biệt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc chia sẻ với chúng tôi qua số 0938897177. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.